Đây là một mẫu xe điện 3 bánh, có thể chở một lúc 2 người lớn và một trẻ con. Và mình đang thử test với cái con dốc là độ dốc này cũng phải là 8% với 2 người lớn. Vẫn ok anh em nhé. Rất chắc. Anh cảm nghĩ về khi lái chiếc xe này như thế nào? Xe này rất chắc, cua rất bám, không có độ liệng. À, ok. À, thì mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ với mình nhau với Hoàng Thống ATV. Thì tiêu đề của xe này sẽ là xe điện 3 bánh. Anh em mình sẽ để số điện thoại ở đằng sau tiêu đề. Thì anh em nhớ liên hệ. Đối với dòng mẫu 3 bánh này thì anh em cũng không lạ rồi. À, một lúc có thể ngồi được 2 người lớn. Hai người lớn, có điều khiển đầy đủ, có khoang chứa đồ trước sau, bánh ba bánh, và đặc biệt hơn ấy, trước này đang chạy vi sai anh em nhé. Vì do xe này sẽ vận chuyển luôn cho nên là mình chưa tiện lắp chắn bùn trước và chắn bùn sau, có cả giỏ đằng trước nữa. Nếu mà anh em chán không muốn ngồi cái ghế đằng trước nữa, anh em có thể dồn ghế về để thành hai ghế. Thì anh em có thể để khoang chứa đồ đằng sau đây. Khoang chứa đồ để rất nhiều đồ luôn, hai ghế và khoang chứa đồ lớn. Ok, thank you anh em đã quan tâm ạ.